Vâng, cửa hàng âm thanh số lúc đó xin kính chào toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay cửa hàng bên em xin lên sóng các bác, đây là một lô mic tiếp theo của cửa hàng bên em. Một lô mic mà chắc chắn những người chơi âm thanh, những dòng loa nội địa trung ương Trung Quốc thì khá là quen thuộc với thương hiệu Lê Hồng. Đấy. Thì ngày hôm nay em lên sóng bác một lô mic mã khá là cao của đời T, đó đời T9, là cái đời cao cấp nhất của đời Lê Hồng rồi. Nó sẽ có T7, T6, T8, thì con này là đời T9 các bác nhá, là đời cuối cùng của cái mã này. Và ngày hôm nay một lô mic có thể nói là thiếu một thùng xốp này. Nói chung là chỉ cần thiếu một thùng xốp là giống như mới được các bác. Nó rất là đẹp, cực kỳ kính cong và nét căng cho bác luôn. Thì đối với cái thương hiệu Lê Hồng là một cái thương hiệu đồ địa rất nổi tiếng. Chúng ta thấy là họ sản xuất những con đẩy này, những bộ mic, những đôi loa, những con vang số rất là có nhiều, rất là nhiều trên thị trường. Thì ngày hôm nay khi chúng ta làm những dòng loa dùng mic này, dùng loa Lê Hồng, những dòng loa nội địa, thực sự là em mới nghĩ một cái điều thực sự khá bất công, đó là người Trung Quốc người ta chỉ sản xuất những hàng kém chất lượng, hàng đểu để xuất cho Việt Nam mình thôi, còn dân họ gần như chẳng bao giờ họ dùng. Đấy, thực sự luôn. Ví dụ như chúng ta thấy là những dòng mic như Mixua UGX8, X9, X10, 11, 12 hay là 20, 22 đấy, thì em khẳng định một điều 100% là chẳng bao giờ trên Trung Quốc họ dùng cả, mà chỉ xuất sang Việt Nam, sản xuất và dành riêng cho thị trường Việt Nam mình thôi. Họ bán cho thị trường Việt Nam mình, và người Việt Nam mình mua những bộ mic đấy thì chất lượng nó kém, hát nó dở, xé tiếng là bao hôm rồi nó hỏng đấy. Sure, nó là như vậy. Cho nên vì sao các bác thấy là chưa bao giờ các bác thấy cái dòng Sure UG, kể cả X8 nữa, thời cổ này cũng chưa bao giờ các bác thấy một bộ mic bãi bao giờ, đúng không ạ? Bởi vì Trung Quốc nó có xài bao giờ đâu mà có mic bãi. Nếu nó đã xài thì sẽ có hàng bãi, nếu nó đã xài nó thải ra thì chắc chắn là chúng ta sẽ mua được hàng bãi, nhưng chẳng bao giờ chúng ta mua được hàng bãi cả. Bởi vì họ có bao giờ họ dùng đâu. Đấy, chỉ có mỗi dân Việt Nam mình dùng thôi. Và cuối cùng dùng thì hỏng thì vứt, chứ chẳng bao giờ có để mà bán hàng bãi cả, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay các bác thấy này, một bộ mic họ sản xuất cho dân họ dùng thì chất lượng thực sự là em khá nể luôn. Chất lượng quá tốt. Và họ đã liên kết với một công ty thứ hai, đó là công ty của Bayer nữa, để sản xuất cho bộ mic này. Chất lượng của nó là vượt trội luôn. Ở với chất lượng âm thanh của nó là khá ấn tượng luôn, em phải nói thật câu là khá ấn tượng. Cho nên là vì sao mà em đã chọn dòng mic T9 này để tiếp tục lên sóng các bác, những dòng mic hỗ trợ giọng hát các bác nữa. Đây là một dòng mic nó hát nhẹ hơn xuôi UGX8, X9, X10, 21 của bác rất là nhiều. Nhẹ hơn rất là nhiều luôn. Và đặc biệt các bác lên những cái dãy nốt cao thì mic này hoàn toàn nó không bị vỡ tiếng. Đấy, hiện tại xuôi các bác lên phát là nó xé rồi. Nó xé tiếng là súng trầm thì nó bị ồm, đã bị vỡ, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay các bác sẽ lấy là đây là một bộ mic, kể cả những người hát yếu, hát vẫn thấy sướng. Hát rất là nhẹ nhàng, lên nốt cao rất là dễ dàng, súng trầm rất là sướng. Và chất lượng gia công của họ phải nói là thực sự là họ quá ưu tiên dân của họ đi, thực sự luôn. Và bởi vì đây dù sao nó cũng là một công ty thứ hai sản xuất, và một cái công ty thương hiệu của Bayer, họ hỗ trợ thiết kế và cũng như là sản xuất cho, thì thực sự là nó không có bán cãi nữa. Với mặt của nó là dòng mặt phay nhôm rất đẹp luôn, phay nhôm kính rất đẹp luôn các bác nha. Dòng mic này chúng ta sẽ dò sóng được cả mắt hồng ngoại và cũng như là dò sóng bằng tay thủ công được. Nó sẽ có kinh A, kinh B riêng biệt, và chúng ta sẽ ấn set đây, có mắt IR, mắt hồng ngoại đây các bác nha. Và chúng ta dò tay đây, đây là đường volume mic, đây volume mic. Thì với cái lô này em nói các bác rồi, phải nói là đằng rất là đẹp, đẹp lắm, và nó là đời côn vàng các bác. Đấy, thì cái đời T9 là đời côn vàng các bác nhé. Đời T9 là cái đời đây T9 này. Đời T9 là cái đời cuối cùng thì nó sử dụng côn vàng. Thì nó sẽ có một đời côn đen là đời T7 nữa, nó là đời côn là màu đen. Nó như giống côn thì sẽ giống như thế này. Đời côn của sử dụng ngay côn đời côn của Bayer, đời côn cao cấp nhất của 980 đấy. Và có một đời côn màu đen nữa thì họ sử dụng cái đời T7. Nhưng đời là đời T9 thì họ sử dụng đời côn vàng. Là đời này là đời côn vàng các bác nhé. Đấy. Thì đây là một cái loại một lô mic của nó rất là đẹp luôn của em, và họ sử dụng là kính đời kính vuông nhé. Đời kính vuông. Đấy. Rất là đẹp các bác ạ, nó cực kỳ đẹp luôn. Từng cái vành, từng cái côn, từng cái nước mạ, từng cái chụp nó là thực sự ấn tượng luôn, đang còn quá nét cho bác luôn. Nó sẽ có hai đời màu chụp, đó là một đời màu chụp màu trắng và một đời màu chụp màu đồng luôn. Đấy, màu vàng đồng luôn. Thì cái màu vàng đồng thì cũng khá là ấn tượng, khá đẹp. Đấy, đồng nhất. Và màu trắng thì nó cũng thể hiện sự đẳng cấp. Đấy, rất là đẹp. Đấy, nó trên đây nó sẽ có cả chữ Bayer bác này. Đấy, thấy không ạ? Đấy, có luôn đấy. Bởi vì nó là do Bayer người ta sản xuất cho mà. Đấy, thế nhưng mà theo thiết kế căn chỉnh của dòng của hãng Lê Hồng, cho nên nó sẽ có những cái khác biệt so với dòng Bayer, không giống Bayer 100% nó bác nhá, khác ạ. Đấy. Thì tay mic họ đã làm rất là đẹp luôn, phải nói cực kỳ ấn đẹp, rất đẹp luôn. Và đặc biệt
Các bác mua mic ở bên cửa hàng em, các bác sẽ thấy này, tất cả những cái lợi giữ pin em sẽ bao các bác luôn, phần nguyên từng cái tem là từng cái cần gạt sống gần sống xa này, từng cái chạm này, từng cái tiếp xúc pin này, đào phản sáng này, từng cái lợi giữ pin này, đấy bác nhìn là nhìn ngang này, không thấy gãy đúng không? Nó phải còn nguyên, bởi vì với những bộ mic mà đã sử dụng nhiều và họ rơi rớt nhiều thì nó sẽ gây hai trường hợp. Một á, là cái lợi pin nó sẽ bị gãy và họ sử dụng cái pin sạc là hay bị gãy. Thứ hai là gì ạ? Nếu trường hợp ở mic mà họ sử dụng nhiều và rơi rớt thì bác sẽ thấy là cái nắp pin này, đây này, cái nắp pin này nó sẽ bị méo vào vặn rất là nặng. Nhưng bác nhìn này, em sẽ dùng một tay và đã vặn rồi. Đồng quá đẹp luôn, quá chuẩn chu luôn, như mic mới luôn các bác. Đấy, rất đẹp bác nhìn này, đấy vặn cái gen này khít, có khít luôn này, đấy. Bác nhìn cái vết khít đây. Đấy, cái vết nối giữa hai cái gen với nhau khít kín luôn. Và chúng ta sờ không thấy cợn, sờ không thấy cợn bác nha. Bộ mic đang chất lượng quá tốt luôn. Và từng cái kính, từng mọi thứ đang còn đẹp hoàn hảo bác. Colgate là Zindex 100%. Với những bộ mic này thì cửa hàng hiện tại bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng cho một bộ. 2.500.000 đồng cho một bộ là các bác sẽ có đầy đủ phụ kiện là nguồn, dâu, số ly, chống lăn và mọi thứ kèm theo. Đấy, các bác chỉ cần về lắp pin vào xài. Đấy, lắp pin vào xài thôi. Đấy. Và cũng xin nói thêm một nữa thực sự luôn. Thì với bộ mic này thì nó sẽ có chức năng tự ngắt. Đấy bác nhá, sẽ có chức năng tự ngắt. Và các bác lưu ý cho em là các bác sẽ bật tắt chức năng tự ngắt theo ý muốn các bác. Thì hiện tại thì khi bên em gửi các bác nó có thể là em sẽ không bật hoặc là các em sẽ bật. Thì các bác lưu ý cho em, nếu khi các bác về mà các bác muốn dùng mà các bác không muốn dùng chức năng tự ngắt á, thì các bác tắt đi. Bằng cách gì ạ? Các bác ấn nút nguồn cho khởi động tay mic lên, xong các bác ấn giữ đúng quần một lúc cho em. Ấn giữ lúc nào mà tay mic nó tự tắt đi và tự khởi động lại, nó hiện chữ 65 ộp thì nó đã tắt rồi. Còn khi là các bác muốn bật lại các bác cũng làm y chang vậy, thì nó sẽ bật lên các bác nha. Có nghĩa là cái chức năng tự ngắt các bác sẽ được quyền tắt hoặc là mở tùy theo ý các bác. Đấy. Còn mic của bọn em bán ra thực sự rất là đẹp. Và cái mic này bọn em bán các bác sẽ bảo hành 3 tháng là 1 đổi 1 luôn, không có sửa chữa gì hết các bác nhé. Hàng bao zin 100%, bao đẹp cho 100% các bác. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng, thử hàng, test hàng thoải mái. Ưng mới phải nhận, không ưng thì cho hoàn. Hoàn toàn không mất chi phí. Đấy. Thế khi các bác nhận hàng rồi. À, khi các bác đã nhận hàng rồi, nếu các bác muốn sử dụng thử thì các bác sẽ nhận hàng và các bác sử dụng trong 3 ngày. Nếu không thích thì các bác gửi lại trả bên em. Bên em sẽ hoàn lại đủ tiền 100% cho các bác. Đấy, trong vòng 3 ngày các bác sẽ được quyền sử dụng nhá. Nếu 3 ngày không thích thì trả lại cho bên em, bên em lại sẽ chuyển khoản trả lại tiền cho bác. Và lúc đó các bác chỉ cần hỗ trợ tiền cước là xong. Đấy, còn nếu các bác mà muốn kiểm tra trực tiếp luôn thì nếu không ưng thì cho hoàn luôn, thì sẽ không mất bất cứ một chi phí nào cả. Bên em có bán hàng rất là rõ ràng và hỗ trợ khách hàng tuyệt đối trong cái chuyện mà các bác khách hàng mua hàng online. Bởi vì mua hàng online thì nói chung là các bác chỉ nghe người ta nói thôi, chứ còn các bác không được chứng thực, đúng không ạ? Cho nên bên em mới có cái chính sách là hỗ trợ để các bác được quyền trải nghiệm thử. Đấy, đến cửa hàng em các bác hoàn toàn yên tâm về cách bán hàng cũng như là chế độ cho các bác luôn. Hàng thật thì mới cần thanh toán. Đấy, còn hàng không đúng chất lượng các bác hãy trả lại và lấy lại tiền về, coi như đó là tiền của mình, không bao giờ mất đi đó nha. Ok ạ. Đó là những bác nào đang có nhu cầu về bộ mic này hãy liên hệ ngay với em. Về số lượng em không cần nhiều bác, em chỉ có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, có 22 bộ bác nhá. 22 bộ thì trong chiều ngày hôm nay mà lát em sẽ đóng thì mất là 4 bộ rồi, thì em còn khoảng 18 bộ thôi. 18 bộ là hết bộ lô mic này luôn, bởi vì sáng nay hôm qua bác Nam đã livestream, hôm qua bác Nam bác quay video thì cũng đã đi mất mớ rồi. Đấy, thì em cũng xin thông báo các bác để các bác biết nhé. Và những bác nào đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay với cửa hàng âm thanh số độc đỏ và làm tiếp. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video này và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt.